Lúc này trên mặt Trần Cận Nam mồ hôi như mưa, hơi thở dốc đầy gấp gáp, nét mặt chấn kinh không còn chút nhuệ khí nào mà chỉ còn sự bàng hoàng sợ hãi. Thì ra mọi việc vừa xảy ra là những hình ảnh trong ý niệm của Trần Cận Nam. Hừ, đao của một nhĩ ma vô địch quá mạnh, quá đáng sợ, không nói tới nội công, chỉ luận về công phu trên binh khí ta chỉ sợ khó tránh khỏi thất bại. Cứ tưởng đã chuẩn bị đầy đủ, dựa vào chữ viết trên tường và vết đao trên thi thể ta đã hiểu đao pháp của hắn, không ngờ càng hiểu lòng dạ càng tê tái. Một nhĩ ma vô địch, dựa vào đâu mà có thể luyện được lực pháp tuyệt luân đáng sợ đến thế? Xem ra tài nghệ của ta không bằng, chỉ còn lấy giải đáp ngắn, trước trận đấu phải làm cho mình mạnh hơn. Nói về quyết đấu, võ công cao thấp không phải là tất cả, chỉ cần vận dụng đầy đủ thiên thời địa lợi, nắm vững triệt đề từng hòn gạch viên đá xung quanh, mây đến gió đi, thì không quá khó để thắng hắn. Một nhĩ ma vô địch, ngươi xem đây, cuộc hẹn sinh tử này ta sẽ cho ngươi một sự kinh ngạc tột độ. Quay trở lại từ cấm thành với Vi Tiểu Bảo. Tứ thập nhị trương kinh, à, công công vừa nhắc tới con đã nhớ rồi. Ai ra, trong năm chữ ta chỉ biết ba chữ đầu, không được rồi. Trộm sách ở thượng thư phòng tay chân phải lanh lợi, nếu để người khác phát hiện thì ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ để chết, nếu huynh đệ Ôn gia từ chối ngươi cứ làm như vậy là chúng phải theo. Ngày mai chuyện quan trọng nhất là cùng tiểu huyền tử tỷ võ, nhất định phải thắng đẹp, nhưng Mao đại ca không dạy ta bí sát tuyệt chiêu gì, xem ra không mấy lạc quan rồi. Ây ra buồn đời thật, Vì Tiểu Bảo thao thao bất tuyệt về chuyện của mình khiến Hải công công bực mình. Tiểu quế tử, sao không có phản ứng gì vậy, rốt cuộc là ngươi có nghe ta nói không? Công công, người muốn con đến thượng thư phòng trộm sách, vốn không phải chuyện khó nhưng trong đó có một trở ngại. Trở ngại gì? Vì Tiểu Bảo bắt đầu gài chữ lái chuyện theo mưu tính của mình. Hôm nay con thắng bạc trở về gặp một tiểu thái giám vừa cao vừa to chặn đường muốn ăn chia với con. Đương nhiên là con kiên quyết từ chối, nên cùng hắn đấu một trận, đấu cả nửa ngày vì thế cơm cũng không kịp về ăn. Nghe ngữ khí của ngươi 10 phần là thảm bại đúng không? Công công, tiểu quế tử chỉ có một mình, thắng thua thì có gì lo, điều phiền nhất là đối phương thấy con dễ ăn hiếp muốn con ngày mai lại cùng hắn tỉ võ. Chỉ khi nào con đánh được hắn hắn mới không đến quấy rầy. Biết Hải công công mắt mờ tai điếc, Vi Tiểu Bảo cũng dần hết sợ hãi, không còn kiêng dè lão già bệnh tật cứ thuận miệng là nói ra. Lại có kẻ vô lý ngang ngược đến thế à? Tên tiểu oa oa này tên là gì? Ở phòng nào? Hắn tên là Tiểu Huyền Tử, nhưng không biết là ở phòng nào. Rõ ràng con đã cưỡi lên người hắn, ai ngờ lại bị hắn quật xuống sàn, ngày mai con nhất định túm chặt vai hắn để hắn không thể lật mình như con rùa rụt cổ. Giữ chặt vai hắn thì có tác dụng gì? Có lật được hắn hay không là hoàn toàn dựa vào sức lực của thắt lưng, vì vậy ngươi nên dùng đầu gối đè chặt huyệt đạo sau lưng hắn, qua đây ta chỉ cho ngươi. Dạ, hà, tốt rồi, tìm được cao nhân chỉ điểm, ngày mai tất sẽ thắng. Gài được Hải công công, Vi Tiểu Bảo mừng thầm trong bụng. Chỉ chú tâm đến việc đại sự trộm kinh, Hải công công không nhận ra sự dối trá, chỉ muốn chuyện nhỏ hóa không liền truyền cho Vi Tiểu Bảo vài chiêu tán thủ, vừa đơn giản, vừa lợi hại, có thể đấu với tên tiểu huyền tử vô lý gây rối đó. Để có thể diễu võ dương oai trước tiểu huyền tử, Vì Tiểu Bảo xưa nay không cầu tiến từ khi lọt lòng mẹ, đây là lần đầu tiên chuyên tâm học tập, luyện đi luyện lại tất cả những gì Hải công công truyền dạy, tới đêm khi sức đã cạn mới đi ngủ. Trong giấc mơ, Vì Tiểu Bảo không khỏi nhớ tới Mao Thập Bát chưa biết sống chết thế nào, kể ra Tiểu Bảo cũng là người có tình có nghĩa. Nhưng rốt cuộc nghĩa khí không địch lại được với con ma ngủ, chỉ một lát hắn ta đã ngáy khò khò. Hôm sau, Vì Tiểu Bảo lại phụng mệnh theo lão Ngô đến sòng bạc. Nhớ kỹ lời dặn của Hải công công, đặc biệt lưu ý tới hai mục tiêu là hai huynh đệ Ôn Hiếu Đạo và Ôn Hiếu Phương. Đợi đến khi hai anh em họ Ôn làm nhà cái, Vì Tiểu Bảo dở hết ngón nghề ra, anh em tay nghề non kém không tới nửa canh giờ đã thua sạch. Vì Tiểu Bảo âm thầm dở gian kế, khẳng khái cho anh em Ôn ra mượn tiền đánh bạc. Có điều trong lòng vẫn nhớ cuộc hẹn không gặp không về đó. Canh bạc vừa tàn, Vì Tiểu Bảo lập tức chạy ngay đến nơi ước chiến, lòng hoan hỉ chờ đợi thời khắc thể hiện uy phong. Đúng giờ người thanh niên đó đã đến kêu réo cái tên vay mượn của Vi Tiểu Bảo, tiểu quế tử, tiểu quế tử, mau ra đây chịu đòn. Tự tin hành chiêu, Vi Tiểu Bảo từ gầm bàn lập tức lao ra, đáng tiếc, e rằng lại thất vọng quay về, không phải vì tiểu huyền tử sai hẹn mà là kết cục bi ai. Hãy xem chiêu linh dương quải giác của ta. Ra đòn bất ngờ cộng thêm trình độ đã nguyên một đêm rèn luyện, nhưng kết quả Vi Tiểu Bảo bị chiêu này của tiểu huyền tử quật ngã. Thì ra không chỉ có Vi Tiểu Bảo có thực lực đột phi mãnh tiến. Ôi mẹ ơi, một đòn bất ngờ khiến chiến ý ngút trời đột ngột tiêu tán. Hà hà, ngươi có chút tiến bộ nhưng cuối cùng vẫn kém xa ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta.
Nhưng vì Tiểu Bảo cái gì không nhiều chứ tự ái thì có thừa lập tức vùng dậy thoái cước quét ngang. Hãy tiếp chiêu tạo đường thoái của ta, lại một chiêu Nga Hồ cầm dương. Không hẹn mà gặp, Tiểu Huyền Từ hiển nhiên là cũng từng được danh sư chỉ điểm, công thủ tiến thoái có bài bản, không đánh loạn xạ như hôm qua. Trong chốc lát hai người đều trổ hết bản lĩnh, xuất những chiêu mới chiến đấu càng lúc càng ác liệt. Cước, huyền, trường, chảo, cùi chỏ, đầu gối, được hai người thay nhau thi triển nhằm đánh gục đối phương. Hai người trẻ tuổi đều hiếu thắng như nhau, đấu chí ngoan cường, nhưng so ra vì Tiểu Bảo lần đầu tiên tập võ trong đời nên kém hẳn, nửa giờ trôi qua vẫn là đánh người thì ít mà bị người đánh thì nhiều, hoàn toàn không thấy vi phong ở đâu cả. Bộ pháp linh diệu Tiểu Huyền Tử đã một chiêu đắc thủ, cùi chỏ đánh mạnh vì Tiểu Bảo sấp mặt ngã xuống. Không muốn bị đau thì đầu hàng cho sớm. Gắng gượng đứng dậy nhưng thoái cước song phi của Tiểu Huyền Tử uy mãnh hất văng Tiểu Bảo vào vách. Cây cú Tiểu Bảo bản tính trỗi dậy võ mồm lập tức phun ra. Mẹ kiếp, ngươi, tiểu thái giám to gan, ngươi nói gì? Tiểu Huyền Tử mặt sầm lại, trên trán lập tức hiện ra lòng uy, dọa cho vì Tiểu Bảo phải vội nuốt ngay những lời thô tục mà hắn vừa thốt ra. Ta vừa nói chiêu đạp mã để vẫn chưa luyện thành thục, nếu không vừa rồi đánh liên tiếp nhất định ngươi phải quỳ xuống xin tha, nên bực mình lắm. Chết, phong hoàng cung chắc không nói tục, nên thái giám giả khốn kiếp ta vẫn nói mẹ kiếp tất sẽ toi mạng. Nghe vì Tiểu Bảo giải thích, Tiểu Huyền Tử ngẩn người lắng nghe chăm chú. Đạp mã đề, tên thật kỳ, có tác dụng gì? Tạ ơn trời đất, xem ra thằng rùa đen này cả ngày ở hoàng cung không hiểu tục ngữ bên ngoài. Biết đã thoát hiểm, vì Tiểu Bảo tiếp tục uốn ba tấc lưỡi. Chiêu này vốn là học thế ngựa đá chân trước, sau đó làm thế này là có thể thừa thế phản kích. Tiểu Huyền Tử tò mò đứng xem vì Tiểu Bảo diễn trò, vì có những thứ bên ngoài nhân gian anh ta chưa từng được nghe được thấy. Ha ha, đạp mã đề cái gì chứ? Có đạp như đề cũng không thắng được ta, Tiểu Quế Tử mai có dám đọ sức nữa không? Liều mạng với Tiểu Huyền Tử, chỉ sợ ngươi không tới, cuộc hẹn sinh tử không gặp không về. Tiểu Huyền Tử thắng không thèm lễ bạc, đương nhiên vì Tiểu Bảo rất thích chí, nhưng hôm đó trở về lòng vì Tiểu Bảo chứa đầy bực bội. Nghe bước chân ngươi không có chút thần khí nhất định là đánh thua rồi, đồ ăn hại. Công công, không phải con vô dụng, mà do công phu ngài dạy con hoàn toàn không dùng được, mãi không theo kịp tuyệt chiêu của Tiểu Huyền Tử. Hắn đầu tiên là ra chiêu linh dương quải giác, sau đó lại ra chiêu cái gì mà đáo chết mai, dễ dàng đánh con tan tác. Cay cú vì bị Tiểu Huyền Tử hành cả buổi trưa, Tiểu Bảo đem chuyện ra kể lại như ngầm trách móc Hải công công. Ồ, nghe ngươi nói, các chiêu mà Tiểu Huyền Tử đó sử dụng đều là công phu của võ đăng phái, sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm, chuyện có gì kỳ lạ đây? Công công, thắng thua là chuyện của binh gia, tuy nhiên bản lĩnh của ngài mà không bằng sư phụ người ta thì không cần vì điều này mà tức giận. Đại trượng phu co được thì giãn được, cùng lắm sau này con đi đường tắt để tránh. Tiểu Bảo dùng cái miệng dẻo quẹo của mình để buông lời khích tướng Hải công công, nhưng sống đến tầm tuổi này Hải công công đâu phải dạng vừa. Hừ, tiểu quỷ không cần nói khích, chuyện này đã bắt đầu rồi, ta không thể rút lui bỏ mặc được. Các chiêu tiểu thái giam đó sử dụng chủ yếu là tiểu cầm nã thủ, đối chúng hạ dược của võ đăng, giờ ta dạy ngươi đại cầm nã thủ của thiếu lâm phái. Ngươi hãy chú tâm, ngày mai lại đi tỉ thí. Nghe đến đây vì Tiểu Bảo lòng như mở cờ, tinh thần phấn chấn trở lại. Dùng đại cầm nã thủ đối phó với tiểu cầm nã thủ, lớn hiếp nhỏ thắng chắc rồi. Nhưng để giỏi hơn người thì phải khổ luyện hơn người, điều đó là tất yếu. Á, công công đau quá. Ngày hôm sau, buổi sáng vì Tiểu Bảo đánh bạc thỏa thích, chiều lại vui vẻ tỉ võ, buổi tối báo cáo tình hình thi đấu và học chiêu mới. Cứ như vậy dường như đã thành luật. Vì Tiểu Bảo sống giao du vui vẻ, ý nghĩ trốn khỏi hoàng cung cũng dần phai nhạt trong đầu anh ta. Lúc đầu dùng mạng che mặt, dần dần ít đi, bọn bạn bạc thấy chúng và Tiểu Quế Tử tướng mạo có khác, xong vì hắn luôn cho mượn tiền, nên mọi người đều yêu quý người bạn nghĩa khí này, dường như lúc đó không có ai còn hoài nghi thân phận của hắn. Dựa vào sự lừa bịp, vì Tiểu Bảo đắc ý trên chiếu bạc, 10 ván thắng 9 càng theo lệnh khiến huynh đệ nhà Ôn gia nợ nần chồng chất, chưa tới 10 ngày đã nợ vì Tiểu Bảo hơn 100 lượng vàng. Song mặt khác lợi dụng cơ hội hiếm có khổ luyện võ công, thân thủ đã có tiến bộ nhiều, song sự tiến bộ của Tiểu Huyền Tử cũng tăng lên, ngày qua ngày đỏ sức vì Tiểu Bảo rốt cuộc thua nhiều thắng ít. Có chịu thua không, địch được ta thua vì Tiểu Bảo cũng không lấy làm buồn, ngược lại còn rất vui, mỗi ngày không cùng Tiểu Huyền Tử đánh một trận là thấy buồn bực, một tình bạn thâm sâu cũng được lập nên từ những trận đấu. Vui sướng không biết thời gian qua đi, thoát cái đã lại qua một tháng mới. Một ngày nọ vì Tiểu Bảo đã đứng được trước thượng thư phòng. Tự ý đưa huynh vào thượng thư phòng là tội lớn, Quế huynh đệ được tin cậy, tuyệt đối không được cho ai biết chuyện này, càng không thể đụng vào đồ vật trong phòng. Biết rồi,
Điều quan trọng là sau khi thỏa tâm nguyện, món nợ của hai vị được xóa hết, hai bên đều có lợi. Như Hải Công Công dự đoán, dưới sự dụ dỗ dọa nạt của Vi Tiểu Bảo, huynh đệ Ôn gia nợ như chúa chồm, cuối cùng cũng phải gật đầu chiều theo để mong trả hết nợ, chúng không tiếc đi vào con đường nguy hiểm. Huynh đệ Ôn gia phụ trách quét dọn thượng thư phòng, sau khi dẫn Vi Tiểu Bảo vào liền phân công làm việc nên vô cùng bận rộn. Ha, thư phòng của hoàng thượng có khác, vừa vào đã thấy đầy linh khí, khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần thoải mái, thật là một nơi tuyệt vời. Xuyệt, đừng ồn, hai anh em Ôn gia giật mình nhắc nhở Tiểu Bảo vì họ đang ở cấm địa nghiêm mật nhất của hoàng cung. Khốn kiếp, cái thượng thư phòng này tàng thư không tới 1 vạn cũng đến 8 ngàn, muốn tìm tứ thập nhị chương kinh như mò kim đáy bể, trời ạ. Còn nói trong thư phòng có 7, 8 cuốn, ta lại chỉ biết có 3 chữ tứ, thập nhị, tưởng thuận tay nhốt dê, ai ngờ. Ông mày mỏi miệng gãy lưỡi khổ cực biết bao mới có thể vào đây. Nếu tay không trở về há lại là tính cách của ta, mau động não nghĩ ra một cách gì hay đi. Bất giác Ôn gia phát hiện Vi Tiểu Bảo có biểu hiện lạ. Quế huynh đệ, huynh làm gì vậy? Tôi, hay là ở đây long khí mạnh quá, tôi không chịu được, bỗng thấy trời đất quay cuồng, hai chân bùn run. Hay là tôi đi trước, hai vị cứ làm việc đi, tạm biệt. Hừ, đi càng sớm càng tốt, miễn là đừng có gây họa cho bọn ta. Nghe Tiểu Bảo nói bỏ đi, hai anh em Ôn gia như chốt bỏ được cục tạ ngàn cân lo lắng trong lòng. Đến chiều hai anh em Ôn gia làm việc xong cũng đóng cửa đi ra. Tứ thập nhị, Vi Tiểu Bảo lúc này liền ra khỏi chỗ nấp để tìm sách Hải Công Công yêu cầu. Ôi ngai vàng, nhìn thấy long sàng đôi chân Vi Tiểu Bảo lập tức dừng lại. Các khanh bình thân, bản tính quậy phá trỗi dậy không lường hậu quả. Ngào bái lão giả ngươi dám hù ta, người đâu lôi hắn ra ngoài chạm, ha ha. Đang lúc cao hứng thì có tiếng người đi tới khiến y giật mình lủi đi. Chết rồi, ngộ nhỡ có người phát hiện không khéo bị lôi đi chém đầu thật. Hoàng thượng, Tô Khắc Tát Cáp có ý đồ khác, tấu chương của hắn đại nghịch bất đạo, không xử phạt không được. Hoàng thượng, nô tài và vương công đã hội ý các đại thần, nhận thấy Tô Khắc Tát Cáp cơ sâu tất cả 24 trọng tội. Thì ra người đến là Ngao Bái và hoàng thượng, hai người đang bàn chuyện thế sự. Theo đại nghịch luật của bổn triều, áp dụng hình phạt lăng trì với con trai trưởng của hắn. 6 người con nuôi khác, 1 người cháu, 2 người con của huynh đệ đều bị trảm quyết. Ngao Thiếu Bảo, xử tội như vậy có sợ rằng quá nặng không? Ôi mẹ ơi, hoàng thượng và Ngao Bái, hai người có quyền lực cao nhất thế gian, ta đang gặp ác mộng hay sao? Hoàng thượng, người tuổi còn trẻ, đối với việc triều chính e rằng chưa hiểu hết. Hoàng thượng lần đầu chấp chính nên lập uy, nếu khoan dung với tên nghịch tặc Tô Khắc Tát Cáp, sau này bọn quan thần đều ăn hiếp hoàng thượng do nhỏ tuổi, xuất ngôn bất kính, hành sự vô lễ, triều cương thế tất loạn. Ngao Bái cậy mình công to quyền lớn, thế lực thâm căn cố đế, vì thế trước mặt đương kim thiên tử vẫn không sợ, vẫn kiêu căng ngạo mạn. Hừ, lão giáp ngư tự xuất ngôn bất kính, không biết trên dưới, ngươi nói hoàng đế nhỏ tuổi, lẽ nào hoàng thượng là một đứa trẻ? Tô Khắc Tát Cáp tuy có chỗ không phải, nhưng hắn cũng là đại thần phụ việc triều chính như ngươi, đều được tiên đế xem trọng. Nếu chấm lần đầu thân chinh đã giết hắn, tiên đế trên trời có linh sợ rằng không vui. Ha, những câu này của hoàng thượng là lời của trẻ con, người Mãn Châu chúng ta làm việc thưởng phạt phân minh, tên Tô Khắc Tát Cáp này là một gian thần, tội không xử nặng không được. Người kiên quyết muốn giết Tô Khắc Tát Cáp rốt cuộc là có ý gì? Thần thì có ý gì, nô tài vì Thái Tổ Hoàng đế, Thái Tông Hoàng đế mà đông chinh tây phạt, vào sinh ra tử. Không ngờ Giang Sơn khổ công gây dựng đã sai lầm giao cho con cháu. Hết lời khuyên bảo, đều là nghĩ cho thiên hạ của người Mãn Châu. Hoàng thượng hôm nay có ý hoài nghi sự trung thành của thần, vong ân phụ nghĩa, thần dám hỏi lương tâm của người ở đâu? Dám to tiếng với hoàng đế, lão giáp ngư này thật không coi hoàng đế ra gì, kỳ quá, giọng hoàng đế nghe quen quen. Là, huynh ấy, từ sau vách ngăn nhìn trộm Tiểu Bảo đã nhận ra người quen, bất ngờ bức vách ngăn đổ sụp xuống. Tiểu Quế Tử, hoàng thượng lúc này tỏ ra hết sức bất ngờ. Tiểu, Thập Huyền Tử. Còn Tiểu Bảo thì miệng lắp ba lắp bắp, vừa sợ vừa mừng. Nay là mùng 1, vì Tiểu Bảo vì thấy một người mà hành tung bị lộ, gặp phải đại họa. Cùng lúc này trên vân đỉnh mây bay sương phủ, Trần Cận Nam với tư thế sẵn sàng chờ đợi, cũng chỉ vì nhìn thấy một người một nhĩ ma vô địch đến rồi. To be continued.